Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Tony Phùng. Đây là Razer Phone 2. Và mình sẽ quyết định đánh giá kỹ hơn về cái chiếc điện thoại này trong video ngày hôm nay. Bởi vì cũng đã có một vài bạn ý kiến và thắc mắc đấy là trải nghiệm thực tế nó sẽ như thế nào. Mình thì đã có một cái video để chia sẻ khá nhanh về cái máy này và mình khẳng định là nó ngon. Nhưng không phải là ngon bởi vì cái thông số cấu hình mà nó ngon bởi vì cái trải nghiệm mang đến cho người dùng. Bởi vì nói cho đúng ra thì nó chỉ sử dụng có chip Snapdragon 845. Nó không còn là mạnh mẽ nhất ở thời điểm hiện tại nữa. Đã có rất nhiều máy khác chạy 855 rồi và nó sẽ ngon ở những thứ khác. Vậy thì với mức giá khoảng tầm 12 triệu rưỡi cho cái máy full box nhưng mà cũ và khoảng tầm 14 triệu cho máy mới như mình tham khảo tại Digifone thì các bạn có nên mua nó hay là không? Theo dõi video và mình sẽ đánh giá kỹ hơn về cái máy này nhá. Cái điều đầu tiên các bạn phải lưu ý đấy là do cái tỷ lệ màn hình nó theo cái kiểu cũ 16:9. Thế nên là cái lần đầu tiên mình được sờ vào cái máy này mình cảm thấy trời ơi, nó to vãi đạn luôn. Nó to hơn rất nhiều so với những cái máy kiểu như này. S10 cộng mình đang sử dụng 6.4 inch cong tỷ lệ mới mà bây giờ đặt cạnh con Razer Phone này nó to hơn rất là nhiều. Và nói chung là cái cảm giác mà các bạn sẽ thấy nó to là cái điều chắc chắn bạn sẽ cảm nhận thấy. Bởi vì đơn giản thôi, viền trên, viền dưới, viền hai bên quá dày lại theo cái tỷ lệ 16:9 cũ bề ngang cái màn hình nó cũng đã to nữa. Nên là tổng thể là cái máy này nó thực sự rất là to. Và kéo theo một thứ khác đó là cái khung viền này. Nó làm rất là vuông vức, kiểu nam tính mạnh mẽ manly ấy. Thế nên cái thời gian đầu khi mà các bạn cầm vào thì các bạn thấy có chút gì đấy nó rất là lạ, nó không được mềm mại cho lắm. Cho dù là những cái góc của chúng ta cũng đã được bo rất là cong, rất là mềm, nó không hề bị cấn quá trong tay khi các bạn cầm nó và sử dụng. Nhưng mà nó sẽ vẫn rất là lạ. Và cái cảm giác cầm có chút gì đấy nó cứ kiểu không tự tin cho lắm ấy. Nó cảm giác kiểu sợ nó bị rơi ra, bị bung khỏi tay ra ấy. Nên là các bạn cũng sẽ cần phải cân đối một vài những cái vấn đề như vậy. Ở mặt lưng này thì nó là bằng kính, khung viền thì bằng kim loại rồi. Mặt kính này thì các bạn có thể thấy màu đen này. Trời ơi, nó bám lại quá nhiều dấu vân tay các thứ luôn. Thế nên là các bạn cũng sẽ phải lau thường xuyên. Và mình thì lại không khuyến khích các bạn dùng ốp ở trên cái máy này. Tại vì khi mà chúng ta chơi game á, nhiệt lượng nó tỏa ra rất nhiều mà nó dùng ốp nữa thì càng lắm các bạn ạ. Ở mặt lưng thì chúng ta nổi bật với cái logo Troma, con rắn ba đầu, logo độc quyền của Razer và nó phát sáng RGB, đổi màu rất là ngầu lòi các thứ, nên là đây là một cái điểm nhấn rất lớn của cái điện thoại này. Cụm camera rồi đèn flash thì mình thấy nó làm hơi xấu. Thực ra xấu với cái cách nhìn của mình thôi, còn xấu hay đẹp là phụ thuộc vào nhu cầu của các bạn. Quay đến cái màn hình 5.7 inch 2K và nó là 16:9, tức là 2560x1440 ấy. Rồi chúng ta sẽ có tần số quét là 120Hz, nên là cái màn hình này cực kỳ mượt. Và có một thứ khác mình cũng rất thích, đó là nó có hỗ trợ HDR. Thì HDR trên một cái màn hình với tần số quét 120Hz cũng không phải là dạng vừa đâu. Và nói chung là cái trải nghiệm về màu sắc, về khả năng hiển thị giải màu, rồi về khả năng tái tạo màu sắc những khu vực tối, thiếu sáng, hay là trong những game như PUBG mà có hỗ trợ HDR thì cảm giác các bạn bắn sẽ thực sự rất là thích. Tuy nhiên thì HDR các bạn sẽ chỉ có thể mở được tối đa được khoảng 40fps mà thôi. Nên là đây cũng là một cái điều mình hơi tiếc nhẹ. Giá như PUBG mà nó mở hết được tối đa lên HDR 60fps thì chơi nó sẽ còn phê nữa. Cho dù cái máy này hơi nóng một chút nhưng mà có nhiều anh em là vẫn đánh giá là vẫn chơi được, vẫn thích được. Chứ mình thì không khuyến khích các bạn dùng GFX Tool cho lắm. Chẳng may nick một ngày đẹp trời bị khóa thì lại bảo là tại số nhá. Nhiều anh em cũng đã phản ánh là bị khóa rồi nên mình cũng sẽ không khuyến khích làm như thế. Nói chung là về cái màn hình này thì trải nghiệm mình không có điều gì để phàn nàn. Nói chung là thực sự rất là ngon. Và nó là một cái điểm cộng rất lớn so sánh với những sản phẩm khác cũng là gaming phone. Tại vì với ROG phone thì nó chỉ là 90Hz thì nó cũng khá là mượt. Hay là những sản phẩm thông thường bây giờ thì là 60Hz. Nó không thể nào nó có cái trải nghiệm ngon như là 120Hz trên cái màn hình này. Và thực sự khi mà đã quen với cái màn hình 120Hz á, quay trở lại sử dụng những cái màn hình 60Hz các bạn sẽ cảm thấy nó khá là khó chịu. Thực sự cái trải nghiệm của mình là như thế. Nên là nói chung là mình vẫn sử dụng cái sản phẩm này trong quá trình mà mình gaming khá là nhiều luôn. Nhưng mà khá đáng tiếc, không có nhiều sản phẩm có thể hỗ trợ được cái tần số quét lên tới 120Hz như vậy, mà nó sẽ chỉ loanh quanh đâu đó tầm khoảng 60fps mà thôi. Thậm chí như lên Quân Mobile thì chơi trên cái máy này thì mình cũng có thể mở được lên tới là 64-65fps ổn định. Thì nói chung là nó vẫn hơi phí cái 120Hz, nên là mình vẫn mong là có nhiều cái ứng dụng, có nhiều game được mở tối đa lên 120Hz thì người dùng sẽ có cái trải nghiệm ngon hơn. Đây nói chung là vừa là cái điểm cộng, nó lại vừa là một cái điểm gì đấy hơi lãng phí trên Razer Phone 2. Kể cả những cái tựa game Vainglory thì nó đã mở tối đa lên tới 120fps. Thế nhưng mà thực sự chơi trên cái Razer Phone 2 này thì mình vẫn đánh giá là chưa mấy khi mình thấy nó đạt được lên tới 120fps. Nó chỉ loanh quanh tầm đâu đó 70-80fps mà thôi. Nói chung cũng hơi phí đúng không? Trong quá trình chơi game thì mình chia sẻ thật lòng luôn, đấy là cái phần viền nó bị nóng lên khá là nhanh. Và bởi vì nó làm cái kiểu nó
nó không sần hẳn, nó kiểu được sơn mạ nó mềm ấy, nó mờ ấy. Thế nên là trong quá trình mà các bạn chơi game tay ra mồ hôi thì nó cũng sẽ cảm thấy nó hơi trơn, và cái cảm giác cầm nó không thực sự là chắc tay ra lắm. Nên là các bạn cũng sẽ phải cần phải cân đối trong quá trình mà các bạn trải nghiệm. Nhưng mà nói chung chơi game với cái máy này thì quá ngon luôn. Tại vì thứ nhất đấy là loa stereo mặt trước nó phả thẳng vào các bạn để nghe âm thanh trong game quá đã, đặc biệt bản PUBG quá phê luôn trong cái khoản mà các bạn nghe âm thanh định hướng được luôn là nó góc nào rõ ràng. Thêm cái nữa là do cái điểm tì nó rất là rộng rãi, nên là các bạn sẽ không bao giờ phải lo đến cái việc là chúng ta bị chạm nhầm vào cái phần màn hình, dẫn đến là chúng ta có những cái thao tác không như ý muốn trong game. Nên nói chung là trải nghiệm về game trên cái Razer Phone 2 này mình đánh giá là nó quá ngon. Và FPS thì thực sự nó giữ rất ngon trong những cái thử game mà các bạn hay chơi. Ví dụ như là Liên Quân Mobile không bao giờ sụt FPS, hay là như là PUBG Mobile thì luôn luôn ổn định ở mức 60 FPS nếu mà chế độ Smooth. Nói chung là chơi thực sự quá ngon. Hay những tựa game như Modern Combat thì khỏi phải nói đi, quá đỉnh luôn. Snapdragon 845 bây giờ vẫn quá mạnh để các bạn chơi những tựa game như vậy. Chỉ có điều là nó sẽ bị nóng nhanh hơn so với những cái máy sử dụng chip Snapdragon 855 mà thôi. Thế thì nói chung cái điểm mạnh của cái sản phẩm này đó là game nó đã làm quá tốt rồi. Thế thì những cái thứ khác thì sao? Nói về pin thì cái máy này có dung lượng pin là 4000 mAh. Và cái thời gian đầu tiên khi mình mới update lên cái phiên bản Android 9 thì nó gặp một cái vấn đề, đấy là nó bị sụt pin rất nhanh. Và mình đã tìm ra được một cái nguyên nhân, đấy là cái ứng dụng Team Store của cái hệ điều hành này nó ăn rất nhiều pin chạy ngầm. Gỡ đi, vậy là xong. Lúc này pin đã ngon hơn rất nhiều và thời gian chờ đã tốt hơn rất nhiều, cũng như cái trải nghiệm của bạn cũng sẽ là tốt hơn. Nên đây cũng sẽ là một cái lưu ý trong quá trình mà bạn sử dụng Razer Phone 2. Vấn đề thứ hai nữa đó là sạc nhanh thì khỏi nói đi, có USB Type-C, mọi thứ đều ok. Nhưng cũng có một cái điểm yếu ở đây, đó là nó không còn jack cắm tai nghe 3.5mm, mà nó sẽ phải sử dụng thông qua cái adapter chuyển đổi từ Type-C sang 3.5, nên các bạn cũng sẽ cần phải lưu ý cái vấn đề này. Chúng ta sẽ có một cái camera nó chỉ mang tính chất vui vẻ mà thôi. Thực sự mà nói thì mình không đánh giá cao một chút nào camera của Razer Phone 2, cho dù là nó đã có rất nhiều sự nâng cấp so với thế hệ đầu tiên. Chụp thiếu sáng thì noise rất là nhiều, chi tiết không thực sự tốt và cái khả năng lấy nét cũng rất kém. Quay video thì nó bắt nét cũng không thực sự là ngon cho lắm. Thế nên là bản thân mình đánh giá là camera của dòng này nó sẽ chỉ phục vụ được những cái nhu cầu nhẹ nhàng đơn giản. Được cái là cũng có zoom tele 2x nhưng mà càng zoom thì ảnh nó càng nát. Thế nên mình cũng không đánh giá cao về camera của cái dòng này. Còn camera selfie, ô nói cho đúng ra là anh em game thủ chắc chẳng quan tâm đến camera selfie đâu ấy nhỉ. Thôi thôi mình bỏ qua luôn nhá. Thế nên tổng kết lại ở Razer Phone 2, như bản thân mình đánh giá thì nó có rất nhiều những cái điểm cộng. Ví dụ như cái thiết kế của nó rất khác biệt, logo rất đẹp, màn hình hiển thị rất ấn tượng, tần số quét cao rất là mượt mà. Thế nhưng mà nó chưa có nhiều cái tựa game tối ưu được cho cái màn hình này, tức là tận dụng được cái màn hình này. Loa ngoài rất ngon, khả năng tái tạo âm thanh vò quá ấn tượng, định hướng trong game thì thực sự rất ngon. Hay là cái khả năng giữ FPS trong quá trình mà các bạn chơi game thì cũng rất ổn trên cái điện thoại này, kể cả những tựa game nặng như là PUBG Mobile hay là Modern Combat 5. Bù lại thì nó sẽ có một vài những cái điểm yếu nhỏ, ví dụ như là camera chưa thực sự ấn tượng, hay là cái cảm giác cầm nắm thì mình vẫn đánh giá nó chưa thực sự quá tốt trong quá trình mà các bạn sử dụng hàng ngày, hay là trong quá trình các bạn cầm nắm và chơi game. Nên là điểm nọ bù vào điểm kia thì phụ thuộc vào nhu cầu của bạn thôi. Ví dụ như bạn là một fanboy của Razer, chắc chắn đây sẽ là sự lựa chọn thực sự rất ngon. Nếu như bạn cần cho mình một cái điện thoại để sử dụng hàng ngày trong những cái tác vụ thông thường thì bản thân mình đánh giá cái này cũng rất ngon, bởi vì nó rất mượt mà và bởi vì cái màn hình của nó mang lại trải nghiệm rất tốt. Các bạn muốn có cho mình một cái điện thoại để chơi game thật ngon thì đây cũng sẽ là một sự lựa chọn rất ok. Tuy rằng nó không phải là con chip mạnh nhất ở thời điểm hiện tại nhưng chơi game nó vẫn rất ổn. Thế nên như bản thân mình đánh giá, với tầm giá khoảng 12 triệu cho đến tầm khoảng 14 triệu, bạn cần cho mình một cái điện thoại độc lạ ngon, đây vẫn sẽ là một sự lựa chọn tốt. Nhưng bạn cần cho mình một cái điện thoại phải có cam ngon, phải có thiết kế đẹp hơn nữa, phải có cảm giác sử dụng tốt hơn nữa thì đây lại không phải là sự lựa chọn tốt nhất dành cho bạn. Vậy thì các bạn nghĩ sao về Razer Phone 2? Hãy chia sẻ ý kiến về nó ở comment phía bên dưới nhé. Và cái mức giá này là mình tham khảo tại Digiphone. Nếu như các bạn có nhu cầu thì có thể click vào link phía bên dưới phần mô tả video. Nhớ click vào, biết đâu lại có mức giá thay đổi thì sao? Tại đây là máy xách tay mà, đâu biết trước được điều gì đâu, đúng không? Ok, cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Bye.